Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 113 của Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie cũng như để lại bình luận, like và share để ủng hộ cho mình nhé. sau khi vương lâm rời đi từ trong vòng tròn đỏ như máu nơi độn thiên bế quan phát ra một tiếng thở dài tại cổ truyền tống trận vương lâm trượt xuất hiện sau khi mở ra truyền tống trận hắn biến mất khỏi bì lô quốc cự ma tộc phạm vi trong cự ma tộc rất lớn năm đó cự ma tộc di rời từ nơi khác chuyển tới đã cùng với chu tước có hiệp nghị nên được dành cho một chỗ này để sinh sống trong cự ma tộc có 12 cái cự ma thiên. Trên thực tế, cự ma thiên chính là một tòa cung điện. 12 tòa cung điện có vẻ bề ngoài giống nhau y như đúc, đều cao tới trăm trượng. Từ hai năm trước, sau khi lão tổ của cự ma tộc mất thân thể phải tiến hành đoạt xá, cả cự ma tộc không có người nào biết lão tổ đang ở chỗ nào. Dù sao, quá trình đoạt xá cũng là lúc mà thực lực yếu nhất. Vì vậy, vị trí bế quan của lão tổ trong hai năm nay thay đổi những 3 lần. Đến ngày hôm nay, Sất hổ đang ngồi trong tòa cung điện thứ ba. Trên tay của hắn có một cây ngọc giản. Vào lúc này, sắc mặt hắn tái nhột, ánh mắt hơi có vài phần mê man. Tặng Ngưu đã giết chết Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc. Theo như sự hiểu biết của ta, mục tiêu kế tiếp của hắn chắc chắn là Lão Tổ. Nếu như hắn thực sự tìm đến đây, vậy thì hiển nhiên phải có điểm nắm chắc. Ta nên làm gì bây giờ? tuy rằng lão tổ có sai nhưng dù sao thì ngài cũng là hy vọng của cự ma tộc tất cả những chuyện mà ngài ấy làm đều vì tương lai của cự ma tộc nhưng tầng ngưu hắn lại là bằng hữu của ta sắt hổ khổ sở lắc đầu ánh mắt mê man vào lúc này vương lâm đã xuất hiện biên giới của tộc cự ma hắn cũng không vội vã tiến vào bên trong mà ở đó chọn một sơn cốc bí ẩn Hắn lấy từ trong túi chữ vật ra các loại tài liệu trận pháp, chậm rãi bố trí một cái trận pháp. Trận pháp đó chỉ có một tác dụng duy nhất là định vị, đó là phương pháp đối phó với thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc. Qua trận pháp này, cho dù hắn bị thiên phú thần thông của đối phương truyền ra ngoài, nhưng cũng không bị lạc ra ngoài tinh không, mà ở trong khoảnh khắc bị truyền tống có thể định vị tới chỗ này. Nó giống như có một sợi dây buộc lên trên người hắn, cho dù là bị truyền tống đi nơi khác, chỉ có sợi dây đó bị kéo giữ cũng không có truyền tống đi quá xa được. Hơn nữa có thể mau chóng xác định lại được phương hướng trở về. Trận pháp này có khắc lên trên ngọc giản mà đội thiên lão tổ luyện hồn tông đã đưa cho hắn. Sau khi Vương Lâm nghiên cứu qua, lại pha trộn thêm một ít thuật cấm chế của bản thân hắn vào, do đó khiến cho trận pháp này tinh diệu hơn một chút. Hắn dùng khoảng thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành được trận pháp này. Sau đó, hắn chẳng hề do dự đặt ngay một khối tiên ngọc vào bên trong để duy trì năng lượng. Đồng thời, hắn còn bố trí xung quanh vô số cấm chế để bảo vệ. Làm xong xuôi tất cả mọi thứ, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cự ma tộc. Từ trong đôi mắt của hắn lóe lên quang mang rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn đã ở vị trí giữa tộc cự ma. Thần thức của hắn tản mát ra, màu chóng quét qua hơn nửa tộc cự ma. Cự ma lão tổ, mau lăn ra đây, Vương Lâm phát ra một đạo thần niệm, khuếch tán ra khắp trời đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, vô số tộc nhân của cự ma tộc đều cảm ứng được. Trong số đó, có người thì đang đả tọa, có người thì đang đấu pháp. Nhưng vào lúc này, tất cả thu hết tay lại, ánh mắt đầy sự khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phương hướng vị trí của Vương Lâm. Sắt hổ thầm than một tiếng, sau đó biến mất khỏi cung điện. Sau khi Vương Lâm phát tán ra thần niệm, vẫn thản nhiên đứng im tại chỗ, gần như chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng có vô số những tia sáng bay tới. Khi cách Vương Lâm khoảng trăm trượng, những vầng ánh sáng này hóa thành vô số tộc nhân tộc cự ma. Trong số đó có nam có nữ, có già có trẻ. Tất cả đều âm trầm, nhìn Vương Lâm trầm trầm. Ngoại trừ những người trước mắt, phía chân trời phía xa còn có vô số vầng sáng đang bay tới. Đúng vào lúc này, có một lão già có mái tóc bạc trắng như cước của tộc cự ma từ trong không trung xuất hiện. Tộc nhân bốn phía xung quanh mau chóng tản ra ngoài Tránh đường cho người đó Đạo hiếu là người phương nào? Lão già đứng cách vương lâm mấy trăm trường nhíu mày quát Ánh mắt vương lâm sắc như đào Lạnh lùng lướt nhìn lão già kia một cái rồi nói Tầng ngưu Thành âm hai tiếng vừa rồi vừa thoát ra khỏi miệng Không gian lập tức không còn một tiếng động nào gần như tất cả tộc nhân của tộc cự ma lại xuất hiện sự sợ hãi. Tằng Miêu sao? Hắn, hắn chính là người đã từng chiến thắng Hồng Điệp. Là người giết chết Lý Nguyên Phong, khiến cho tuyết vực quốc từ ngũ cấp rơi xuống tam cấp. Phong ấn lại tu sĩ hóa thần trên cả nước. Hắn cũng chính là đệ nhất nhân trong số tu sĩ Anh Biến Kỳ. Nghe đồn rằng hắn phải đạt tới Anh Biến Kỳ rồi. Nếu như không, làm sao có thể giết chết được Lý Nguyên Phong? Ngay cả lão già vừa nói chuyện cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Hắn quay sang nhìn Vương Lâm một cách chăm chú, nói. "tần nghiêu đạo hiếu, không biết ngươi tìm lão tổ của tộc ta có chuyện gì. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, mở miệng. Để giết. Sắc mặt lão già kia hết sức khó coi, giận quá hóa cười, chỉ vào Vương Lâm nói. Từ trước đến nay, ta vẫn nghe nói các hạ là một người ngông cuồng, nhưng đến hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Tằng Nghêu, cự ma tộc chúng ta không phải là tuyết vực quốc, thì làm sao có thể để cho ngươi nói giết là giết được? Hôm nay, không cần lão tổ phải ra tay. Ngay bây giờ đây, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Vừa nói, lão già vừa vỗ vào túi chữ vật. Nhất thời có một cây lệnh bài màu đen xuất hiện. Lão ta nắm lấy lệnh bài, quá to. Lão phu lấy thân phận trưởng lão của cự ma tộc ra lệnh. Tất cả tộc nhân của cự ma tộc dùng tất cả biện pháp, giết chết tàng ngưu. Câu nói của lão ta vừa dứt, nhất thời lệnh bài liền phát nổ, hóa thành trò bụi. Có một cơn sóng vô hình mau chóng khuếch tán sang xung quanh, phủ ra khắp toàn bộ cả tộc. Mỗi một tộc nhân vào lúc này cũng đều cảm nhận được tin tức. Theo lệnh của lão, mấy trăm tộc nhân đang bao vây xung quanh vườn lâm cũng hét lên rất lớn, thân thể to lên gấp mấy lần. Gần như chỉ trong nháy mắt, họ đã xuất hiện hơn trăm người khổng lồ. Tất cả cùng nhau đưa tay lên mi tâm xoa nhẹ, lập tức xuất hiện vô số những cây khai thiên phủ. Khi thế từ cơ thể của họ trong nháy mắt tỏa ra khắp trời đất. Giết hắn! Lão già kia hét lớn, thân thể lập tức phát ra những tiếng nổ. Thân hình mau chóng hóa thành một người khổng lồ cao mười trượng. Trong tay hắn cầm một cái cự phủ rất lớn, bên trên có những tia chớp màu tím liên tục lóe sáng lão ta vùng búa bổ thẳng về hướng vương lâm giết đám tộc nhân bốn phía cũng giống to sau đó lao tới thanh âm của họ dung hợp lại với nhau khiến cho trời đất rung chuyển phát ra luồng sóng xung kích đánh về hướng vương lâm đó cũng là phương thức của tộc cự ma đối với tộc cự ma một khi đã xác định kẻ địch chỉ cần trưởng lão ra lệnh họ sẽ không hề có chuyện đơn đả độc đấu mà tất cả sẽ cùng nhau dồn lên tấn công. Và càng không cần phải nhiều lời, tất cả chỉ cần một chữ giết. Nếu như là tu sĩ bình thường, thậm chí chưa kịp động thủ mà đã bị mấy trăm tên khổng lồ trước mặt cùng nhau giống lên to như vậy, chắc chắn sẽ chẳng còn can đảm mà ứng chiến. Trong thành âm đó mang theo sát khí điên cuồng, giống như một con mãnh thú từ thời thượng cổ lao tới trước mặt. Nhưng chỉ có điều, con mãnh thú này đối với Vương Lâm mà nói chẳng có chút nào uy hiếp. Sát khí của Vương Lâm có thể nói đạt tới một mức độ khủng khiếp. Gần như cuộc sống của hắn chính là sống trong sự giết chóc. Nhất là bổn tôn, điều đó hoàn toàn là sự thật. Vào lúc này, phần thân và bổn tôn dung hợp lại, vậy cho nên sát khí năm đó cũng đã dung hợp theo. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, sát khí lập tức từ trong cơ thể của hắn tản ra. Nói ra chỗ lão tổ các người bế quan, nếu như không, vậy thì chết đối với cả tộc cự ma, ngoại trừ sất hổ, tất cả những người khác Vương Lâm không hề có một chút nào hào cảm. Vào lúc này, sau khi sử dụng thần thức dò xét, hắn không thể nào phát hiện ra vị trí lão tổ cự ma tộc đang bế quan, vậy cho nên trong lòng hắn đã mất đi sự kiên nhẫn. Trong lúc mở miệng, Vương Lâm không thèm để ý tới đám tộc nhân của tộc cự ma. Ý cảnh của nguyên thần mới động, lập tức bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Một thứ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ trời đất, Bức tranh sinh tử luân hồi chợt xuất hiện trên bầu trời. Cùng vào lúc đó, hư ảnh cổ thần cũng xuất hiện theo. Trên bầu trời, cổ thần giơ hai tay, cầm bức tranh sinh tử luân hồi. Vào ngay lúc này, trong cả trời đất chỉ có một cảnh tượng đó. Phong. Ánh mắt vương lầm lạnh như băng, chẳng hề có một chút nào tình cảm, nói một cách bình thản. "Nhất thời" từ trong bức tranh sinh tử luân hồi xuất hiện vô số luồng khí màu xám từ phía trên trời như là những tia chớp bay vào trong cơ thể đám tộc nhân tộc cự ma lão già tộc cự ma biến sắc lão ta cắn răng tiếp tục công kích khi một búa rơi tới vương lâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão già này thốt lên một tiếng biến chỉ một chữ đó nhưng mà khiến cho thân thể lão già chấn động nguyên thần nghiêng ngả lão ta hét lớn lên một tiếng không biết thi triển ra thứ thần thông gì mà mau chóng trở lại bình thường, tiếp tục bổ tới. Vương lầm thốt lên một tiếng nho nhỏ, tay phải nắm lại thành quyền, mau chóng đánh ra ngoài. Lão già tộc cự ma, miệng mũi phun máu tươi, lùi lại vài trường, rơi vào người một tộc nhân, khiến cho kẻ đó cũng lại phun ra một ngụm máu nữa. Cả hai cùng nhau thối lùi lại hơn 10 trường, sau đó mới ngưng lại được. Vào lúc này, hai luồng khí sám đổi theo, chui vào bên trong cơ thể hai người, Bằng ngưu dừng tay đúng vào lúc này có một tiếng âm thanh bi thống từ xa vọng tới vương lâm ngẩng đầu lên nhìn sự lạnh lẽo trên đôi mắt hắn hơi biến mất một chút xuất hổ xuất hổ giống như một tia chớp lời vừa dứt hắn đã đi tới trước mặt vào lúc này hắn kinh ngạc nhìn mấy trăm tộc nhân xung quanh trên mi tâm của họ đều xuất hiện hai dấu vết một sâu một nông từ trên người họ, Sắt Hồ chỉ có thể cảm nhận được linh lực dao động rất nhỏ, hiển nhiên tu vi đã bị phong bế. Vào lúc này, sắc mặt của mấy trăm tộc nhân đều hết sức khó coi, đồng thời có một sự kinh hãi. Bọn họ đã sớm nghe thấy lời đồn, nhưng tới giờ phút này, khi nó ứng vào bản thân mình, họ mới thực sự cảm thấy đau khổ. Sắt Hồ nhìn Vương Lâm, ánh mắt vô cùng phức tạp, lớn tiếng nói. "Tần Ngưu, nếu như người là bằng hữu của xuất hộ ta, vậy thì hãy mau chóng rời khỏi đây đi. Vương Lâm trầm mặc một lúc, sau đó nói một cách chậm rãi. xuất hộ đến bây giờ cự ma tộc vẫn chưa một người nào chết. người có biết tại sao không? nếu như không vì ngươi, ta cũng chẳng cần thiết phải làm như vậy. trong lúc hai người nói chuyện càng có nhiều tộc nhân của cự ma tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới, đứng xung quanh, hình thành một luồng áp lực nặng nề. Trong lòng rất hổ hết sức khổ sở, nét mặt hắn cứ thay đổi liên tục, nói. Tầng ngưu người... Vương Lâm nhìn sất hổ, than nhẹ một tiếng rồi nói. Sất hổ, nói cho ta biết chỗ ẩn nấp của lão tổ cự ma tộc. Ta sẽ đi tìm hắn, còn những kẻ khác của tộc cự mà ta sẽ không động tới. Lớn mật! Quân vọng! Vô số những lời lẽ ác độc từ bốn phía vọng tới. Ngày sau đó, bà lão già mặc trường bào màu hồng tía, mi tâm có hình một cái phủ màu đen từ trong đám người kia đi ra. Sau khi cả ba người này xuất hiện, liền phát tán ra một luồng uy áp rất mạnh. Vương Lâm nhìn lướt qua, cả ba người này đều là hóa thần đại viên mãn thậm chí trong cơ thể của họ có một chút tiên lực đang lưu truyền, chứng tỏ đang đứng trên bờ đột phá anh biến kỳ Tăng nghêu lão phu thiên mục là đại trưởng lão của tộc cự ma muốn khiêu chiến với người một trong số ba trưởng lão lại trợt cất giọng âm u nói ánh mắt vương lâm vẫn lạnh như băng, nhìn qua lão già này nói người không xứng đáng Nói xong, hắn quay qua nhìn sắt hổ, chờ đợi hắn câu trả lời. Sắc mặt lão già kia xanh đỏ liên tục, nhìn vương lâm chầm chầm. Bất chợt lão ta lại cười lên ha hà, trong ánh mắt lóe sáng hàn quang, bước về phía trước một bước. Trong tay lão ta chợt có một cây cự phủ màu tím. Lão ta hét lớn một tiếng, chém về hướng vương lâm. Tộc nhân của cự ma tộc rất ít khi sử dụng pháp thuật thần thông. Phần lớn họ đều sử dụng sự cường hãn của thân thể mà làm phương thức công kích chủ yếu. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già này, tay phải nắm lại thành quyền, đánh ra một kích. Một tiếng nổ vang lên, lão già lùi lại phía sau mấy trường. Sắc mặt của lão ta tái nhợt, không thể nào tin nổi vào mắt mình. Hai lão già mặc trường bào hồng tía còn lại cũng đều biến sắc, nhìn Vương Lâm trầm chầm, chầm, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thân thể Vương Lâm cũng chẳng dao động, nhìn lão già, lắc đầu nói. Người vẫn không xứng, Sắt hổ khổ sở, lại nói: Ta không biết vị trí của lão tổ. tầng Ngưu, ngươi thu tay lại đi. Tộc cự ma của ta không phải là địch nhân của ngươi. Vương Lâm suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ngón trỏ tay phải của hắn chỉ về phía sắt hổ, quát: Sắt hổ, vậy ngươi lấy phi kiếm của lão tổ các ngươi lại đưa cho ta ta sẽ đi ngay. Sắt Hổ thầm than, nhìn Vương Lâm, trong lòng hắn liên tục đấu tranh. Một thời gian sau, hắn nói từng tiếng rõ ràng: vị trí lão tổ bế quan, không một ai biết được. Nhưng thông thiên đại trận của cự ma tộc chúng ta lại có thể liên lạc được với lão tổ. Vương Lâm, sau khi có được kiếm tiền, người hãy rời khỏi đây ngay. Vương Lâm nhìn sát hổ trầm trầm, sau đó chậm rãi gật đầu. Ba lão già mặc trường bào màu hồng tía trầm mặc không nói. Ngoài trừ lão tổ ra, thì ba người bạn họ chính là những người mạnh nhất của cự ma tộc. Như vậy mà không thể nào chống lại được đối phương, chứ đừng có nói tới những người khác. Nhất là sau khi nhìn thấy mấy trăm tộc nhân bị phong ấn, cả ba người lại càng thêm âm trầm. Sát hổ xoay người nhìn về phía ba lão già, ánh mắt phức tạp nói: Bao vị đại trưởng lão xin hãy mở ra thông thiên trận pháp. Ta sẽ lấy thân phận thiếu thông chủ của cự ma tộc để chủ trì. Bà lão già mặc trường bào màu hồng tía liếc nhau, sau đó gật đầu. Cả ba người không nói lời nào, vỗ vỗ vào mi tâm. Nhất thời, ba cây cự phủ cùng nhau xuất hiện trong tay họ. Tây giới cự ma thiên, khai. Một trong ba lão già quát khẽ. Cây cự phủ trong tay được ném lên trên trời Hai tay lão tà bắt quyết Đánh ra một đạo linh quang Nhất thời Mặt đất nơi cự ma tộc âm âm chấn độc Có một cột sáng màu đen chọc trời Từ phía tây xông qua đến 9 tầng trời Linh lực cuồn cuộn từ bốn phía tản tới Đồng thời Vào lúc này tại phía tây Có một cột sáng màu đen lại từ dưới đất xuyên lên cao Cảnh tượng này vẫn chưa chấm dứt Trong nháy mắt sau khi hai cột sáng này xuất hiện Cột sáng thứ ba cũng vọt lên Khiến cho mặt đất rung chuyển xuất hiện vô số khe nứt. Một vòng sóng từ ba cột sáng khuếch tán ra xung quanh, khiến cho không khí phải sao độc. Nam giới cự ma thiên, khai. Bắc giới cự ma thiên, khai. Hai lão già mặc trường bào hồng tía lập tức hét lên. Hai cây cự phủ cũng được ném lên trên không trung. Nhất thời, từ hai hướng Nam và Bắc cũng truyền đến những tiếng chấn động lòng trời lở đất sáu cây cột lớn màu đen cũng vọt lên cao, phát ra những tiếng động ầm ầm vang vọng ra khắp bốn phương tám hướng. Sất hổ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó cắn răng quát. Đồng giới cự ma thiên. Khai. Câu nói của hắn vừa dứt, nhất thời phía đông cũng lập tức vọng đến những tiếng ầm ầm. Ba cột sáng màu đen từ dưới đất chui lên. Vào giờ phút này, nếu như đứng ở trên cao nhìn xuống, toàn bộ cự ma tộc được bao vây trong 12 cột sáng. Mỗi hướng đông tây nam bắc đều sẽ có 3 cột sáng, nhìn như là một cái thiên lao. Vào lúc này, sau khi toàn bộ 12 cột sáng vọt lên, tất cả tộc nhân của cự ma tộc xung quanh vừng lâm đều khoanh chân ngồi xuống. Hai tay mỗi người đều bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm. Thanh âm của bọn họ quỷ dị dùng hợp lại chung một chỗ. Giống như là một câu ma chú nào đó màu chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vào lúc này, khắp trong cự ma quốc tất cả những tu sĩ của cự ma tộc vẫn còn chưa chạy tới cho dù là tu vi thế nào cũng đều khoanh chân ngồi xuống trong miệng lẩm bẩm những âm thanh quái dị nhất thời khắp trời đất cùng vang lên thứ âm thanh đó từ 12 cột sáng màu đen phát ra vô số những tia sáng màu đen chúng như là được thanh âm ngầm sướng trong trời đất kia kích thích khiến cho ánh sáng càng lúc càng mạnh ánh mắt vương lâm có một sự buồn bã hắn đã sớm nhận ra sự giằng co trong lòng sắt hổ. Nhưng chỉ có điều, bằng hữu trong đời hắn quá ít, nên trong lòng hắn vẫn hy vọng vào một chút tình cảm đó. Trong phạm vi vạn trượng xung quanh vương lâm cũng chỉ có hắn, sắt hổ và ba vị tù sĩ khác của cự ma tộc vẫn còn đứng thẳng. Tất cả những người còn lại đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng ngầm sướng thanh âm quái dị. Sất hổ phức tạp nhìn Vương Lâm, nói một cách khổ sở. Tằng Ngưu, Ta xin lỗi người. Nhưng lão tổ chính là niềm hy vọng của cự ma tộc chúng ta. Ta là thiếu tông chủ của tộc, nên phải chịu một phần trách nhiệm đối với thông thiên đại trận. Cho dù là với thân thể của lão tổ, cũng không thể nào chịu nổi được tám lần công kích. Thân thể của người không thể nào sánh được với tộc cự ma chúng ta, nên không thể nào tồn tại được. Tay phải của hắn dơ lên, điểm một cái về hướng vương lâm. Nhất thời, trời đất xung quanh tộc cự ma lập tức bao phủ trong một thanh âm quái dị thanh âm đó càng lúc càng cao, càng lúc càng gấp gáp. 12 cây cột sáng màu đen lại trượt run rẩy, màu chóng di động, hóa thành 10 luồng ánh sáng màu đen từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Lâm, tốc độ cực kỳ nhanh. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn sang Sắt Hổ, nói một cách bình thản. Sắt Hổ, ở tiên giới, người nợ ta. Hai năm trước, ta nợ người từ nay về sau giữa ngươi và ta không có bất cứ mối nợ nào khác tất cả trở lại bình thường hai mắt sắt hổ tối sầm lại nói bình thường đúng như vậy quan hệ giữa ngươi và ta sẽ trở lại như bình thường vương lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh từ bốn phía 12 hai luồng ánh sáng đang lao tới hắn cười lớn nói Xuất hổ Người cho rằng thông thiên đại trận này Lại có thể giết chết được ta sao Phá cho ta Một tia sáng trong mắt vương lâm lóe lên Rồi thân hình hắn khẽ động Xuất hiện trước một luồng ánh sáng đang điên cuồng vọt tới Một quyền phá không Lao về phía trước Luồng ánh sáng màu đen nhất thời vỡ nát Hóa thành một cơn cuồng phong tỏa ra xung quanh Thân thể vương lâm sau khi công kích Lại lùi lại mấy trường Trên tay phải có một vết máu nhất đạo. Hai mắt vương lầm sáng ngời. Sau trận đánh với Lý Nguyên Phong, mức độ thân thể của tam tình cổ thần không phát huy được toàn bộ thực lực. Vào lúc này, ánh mắt hắn thể hiện rõ ràng ý chí chiến đấu. Tay phải đưa lên trên miệng, đầu lưỡi của hắn liếm vết máu tươi vẫn còn đang dính trên đó. Một tia sáng trong mắt lóe lên, hắn lại lao về phía đạo ánh sáng thứ hai. Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng ánh sáng màu đen thứ hai cũng vỡ nát. Vương Lâm cười ha ha ở trên không trung, sau đó quát. Nhị động. Thân ảnh hắn lại tiếp tục di động sau đó công kích. Vào lúc này, khi ở những luồng sáng màu đen kia đang phóng tới khắp nơi trên không trung, giống như đang đứng bên bờ của sự sụp đổ, thì vô số những cái vết nứt không gian xuất hiện. Vương Lâm cười lên ha hả, thân hình hắn lại lóe lên xuất ra một quyền, đánh ra một luồng ánh sáng màu đen. Trên nắm tay phải của hắn, sau mỗi một lần va chạm lại xuất hiện một vết máu, lại bị hắn liếm đi mất. Vào lúc này, Vương Lâm hết sức kinh khủng. Hắn cười như là một kẻ điên cuồng trong không trung, sau đó quát lớn. Bót đọ. Quần áo trên người hắn đã nát thành phấn, để lộ nửa trên toàn cơ bắp. Nơi mi tâm của hắn có ba điểm sáng màu tím chuyển động cực kỳ nhanh, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ thanh âm ngầm sướng của tộc cự ma ở trên mặt đất lại càng lúc càng cao, càng lúc càng quái dị. Thân thể bọn họ không còn bất động nữa mà lắc lư theo một quy luật nào đó. Ánh mắt sắt hổ vẫn như không thể nào tin nổi vào những gì mà mình trông thấy. Trong cự ma tộc, ngoại trừ lão tổ không có bất cứ kẻ nào có thể chịu nổi được tám luồng ánh sáng của thông thiên trận pháp. Cho dù là lão tổ thì cũng chỉ chịu được tám luồng ánh sáng mà thôi. Tất nhiên, đó chỉ là xét về mặt thân thể. Nếu như sử dụng pháp thuật thì đối với tù vị của lão tổ, hoàn toàn hắn có thể chịu nổi cả 12 luồng ánh sáng, nhưng sau đó chắc chắn là bị thương nặng. Vừng lầm hét lớn một tiếng, thân thể giống như là một tia chớp. Tay phải lại tiếp tục công kích, đánh nát thêm ba luồng ánh sáng màu đen. Vào lúc này, nhìn hắn giống như là một pho tượng ma thần thời thượng cổ. Xung quanh người hắn có một ngọn lửa ma bốc cháy phừng phừng. Một đạo cuối cùng. Xuất hổ. Người nhìn cho kỹ. Tiếng cười của Vương Lâm chấn động thiên địa. Cuối cùng, đạo ánh sáng cuối cùng đã tới. Vào ngay lúc này, Vương Lâm cũng không xuất quyền mà chỉ gầm thét lên một tiếng. Thân thể hắn trong nháy mắt to lên, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng. Luồng ánh sáng này đánh thẳng vào người của Vương Lâm, sau đó tan biến. Thân thể khổng lồ của Vương Lâm lùi lại ba bước, nhưng lông tóc không hề bị tổn hao. Hắn ngừng đầu lên trời hét lớn. Nhất thời, tầng mây bao phủ trên trời lập tức tiêu tán. Thông thiên pháp trận đã bị phá. Đó mới chính thức là lực lượng của tam tinh cổ thần. Sất hổ, bây giờ, ngươi và ta chẳng còn nợ nần gì nhau. Cự ma tộc, phong. Ngón tay vương lầm chỉ thẳng lên bầu trời. Nhất thời, từ trong bức tranh sinh tử luân hồi, có vô số làn khí xám giết lên mà bay ra, chui vào cơ thể của tất cả tộc nhân tộc cự ma. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cự ma tộc không còn tu sĩ Nguyên Anh. Bất luận là kẻ nào muốn đột phá qua cảnh giới kết đan kỳ, phải được sự đồng ý của ta. Đây là sự trừng phạt đối với các ngươi. Ánh mắt vương lâm lạnh như băng. Vào lúc này, lời nói của hắn chính là thiên uy, quyết định vận mệnh của tộc cự ma. Sự kết hợp của bổn tôn và phân thân tam tinh cổ thần kết hợp với tu sĩ hóa thần hậu kỳ tạo ra một thứ mà trước đến giờ chưa từng thấy tạo nên một vương lâm cực kỳ mạnh mẽ trong tình huống không có tu sĩ anh biến kỳ sử dụng tiên lực với mức độ mạnh mẽ của thân thể trên chủ tức tình, không người nào có thể so sánh được với hắn bởi vì đó chính là cổ thần tam tinh cổ thần vương lâm đã suy nghĩ rất kỹ nếu như cứ như trước không để lộ ra thực lực sẽ càng khiến cho nhiều người tìm đến gây rắc rối chỉ đơn giản giết chết Lý Nguyên Phong, giết chết lão tổ của cự ma tộc mà tế cờ thì mới khiến cho tu sĩ trên chủ tức tình phải để mắt. Nhất là để cho chủ tước biết hắn không phải là một quân cờ. Sau khi rời khỏi chủ tước quốc, có một luồng áp lực vẫn luôn bao trùm thể xác và tinh thần của Vương Lâm. Áp lực đó đến từ chủ tước quốc, đến từ chủ tước sơn. Sự xuất hiện của Liễu Mi giống như vẽ lên một góc sương mù để cho Vương Lâm hoàn toàn xác định được mình đã bị người ta đưa vào trong một âm mưu. Với tính tình của Vương Lâm thì làm sao hắn có thể để cho người khác quản chế và sắp đặt. Vì vậy, hắn chẳng hề giao dự mà bộc phát, chẳng hề giao dự mà xuất ra thực lực. Hắn không muốn mình là một quân cờ, mà cho dù có phải là một quân cờ đi chăng nữa thì cũng phải là một quân cờ có gai góc, khiến cho tất cả những người chạm phải, bàn tay đều sẽ chảy máu. Mặc dù chuyện cổ thần bị lộ, Vương Lâm cũng lại có đường lui. Chưa kể đến, cổ thần đã biến mất vô số năm nay, trở thành truyền thuyết từ thời viễn cổ. Chỉ sợ, chính Chu Tước sau khi nhìn thấy Vương Lâm cũng không thể nào xác định được hắn chắc chắn có phải là cổ thần hay không. Dù sao, trong giới tu chân, không hề hiếm có người luyện thể. Tộc cự ma cũng là một trong số đó. Vương Lâm đã suy nghĩ về việc này rất kỹ. Hắn cũng chẳng có ý định ở lại Chu Tước Tinh. Chờ sau khi có được thập ức tôn hồn phiên thực sự rồi, hắn sẽ tới thiên vận tinh. Cự ma lão tổ, lăn ra đây. Vương Lâm đứng giữa không trung hét lớn lên một tiếng, thanh âm vang vọng khắp tộc cự ma. Sất hổ cười thảm, thân thể hắn nghiêng ngả sau đó ngã xuống đất. Tuy rằng Vương Lâm không giết chết hắn, nhưng vào lúc này do đại trận đã bị hủy, thân là người chủ trì, hắn lại bị cắn trả mà trọng thương. Thanh âm của Vương Lâm vang vọng ra khắp cả tộc cự ma, vào lúc này, không còn bất cứ người nào dám tiến tới ngăn cản hay là có dũng khí mà quát lớn. Có từ cách ngăn chặn vương lâm cũng chỉ còn có một mình lão tổ của tộc nhưng không biết đang trốn ở chỗ nào. Đồng thời, tại biên giới của tộc cự ma, có một nữ tử mặc áo tím từ đó nhìn về phía này. Tướng mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, có một sự lôi cuốn không thể nào cưỡng lại. Trong mắt của nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm. Đây mới là thực lực chân chính của người phải không? Vương Lâm. Thì ra, sư tôn của ta đã quá xem thường ngươi. Thanh âm của Vương Lâm vang vọng trên bầu trời của cựu ma tộc. Vào lúc này, nơi một mảnh bình nguyên ở trong tộc, độ sâu dưới một ngàn trường, có một tòa động phủ trong suốt. Bên trong đó có một người đang ngồi. Người này khoanh chân ngồi đó thổ nạp. Thoáng nhìn tướng mạo của người này, trông cũng có đường nét dễ nhìn. Hiện tại, hắn chợt mở ra hai mắt, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua động phủ để nhìn trực tiếp về phương xa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang, trong miệng lẩm bẩm. Vương Lâm tiểu bối, cứ để cho ngươi kiêu ngạo một lúc. Đợi sau khi lão phu hoàn toàn dung hợp rồi, sẽ đi ra ngoài giết chết ngươi cũng không muộn. Hừ. Tuy ngươi phong ấn tộc cự ma của ta, nhưng chỉ cần lão phu đoạt xá thành công, sẽ lại giải khai. Nói xong, hắn lại tiếp tục nhắm mắt, chìm vào thổ nạp. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trong túi chữ vật của lão xuất hiện một làn khói đen. Lão già nhướng mày, mở mắt rồi vỗ vỗ vào túi chữ vật. Nhất thời, thanh kiếm tiền năm đó mà lão đoạt được của Vương Lâm lập tức bay ra ngoài. Từ trên kiếm tiền tỏa ra một làn khói đen, sau đó hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc. Nhưng đúng vào lúc này, hai mắt Hứa Lập Quốc đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía xa, lớn tiếng nói: Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được cái tên gia hỏa đó. Chủ nhân à, ta và người này có mối thù không đội trời chung. Chủ nhân à, người thả ta ra ngoài đi, ta sẽ đi liều mạng với hắn. Lão tổ của cự ma tộc liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái. Hai năm qua, hắn tiếp xúc với Hứa Lập Quốc tương đối nhiều, vì vậy mà đối với sự huyền diệu của kiếm hồn cũng lại có cảm giác yêu thích. Người muốn giết hắn? Chờ lão phu đoạt xá xong xuôi, khi đó cũng không muộn. Hứa lập quốc vội vã gật đầu, nét mặt tỏ ra lấy lòng, cuối người nhìn cự ma lão tổ, cảm kích nói. Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm tới ta. So với cái tên sát thiên đao vương lâm kia, đúng là người tốt hơn nhiều. Ta nhất định là trung thành với chủ nhân. Nhưng, chủ nhân à, chờ đến khoảnh khắc cuối cùng của cái tên vương lâm đó, lại có thể cho tiểu nhân đâm hắn một đao cuối cùng không? Lão tổ cự ma tộc cười hà hà nói. <laughs> cuối cùng thì năm đó, tên vương lâm này đã làm gì ngươi mà lại khiến cho ngươi oán hận hắn đến như vậy? Hứa lập quốc nghiến rằng nghiến lợi nói. Chủ nhân đây là không biết đó thôi. Ta vốn hận cái tên vương lâm này thấu xương thấu tủy. Bà mẹ nhà hắn chứ, Hắn bắt ta làm tất cả mọi việc trên đời. Có khi là còn gọi ta ra chỉ để đánh chửi một trận. Mà điểm này cũng không đáng là gì cả. Quan trọng nhất, hắn không hề cho ta một chút lợi lộc nào. Chứ không giống như là chủ nhân đây, thường xuyên cho ta một chút linh thạch để hấp thu à. Chủ nhân à, chờ sau khi chúng ta giết chết cái tên Vương Lâm này rồi, người lại thường cho tiểu nhân một ít nữ tu nhá. À, nếu như không, nếu như không thì chủ nhân gọi tiểu muội muội tiên tử đó ra đi. Mấy tháng rồi ta không có gặp nàng, ta thấy hơi nhớ nhớ. Cự mà lão tổ mỉm cười nói, việc này thì đơn giản, nhưng bây giờ không vội. Chờ sau khi giết chết tên vương lầm đó, ta sẽ xuất phượng loan chi hồn cho ngươi và nàng gặp nhau. Nhưng còn bây giờ, lão phù phải bế quan tu luyện. Ngươi mau chóng trở về đi. Vừa nói hắn vừa giơ tay chụp một cái. Nét mặt hứa lập quốc tuy rằng lấy lòng, nhưng mà trong lòng hắn lại đang thầm mắng. Hắn chui vào bên trong kiếm tiền, rồi để cho lão tổ cự ma tộc nhét mình vào trong túi chữ vật. Kiếm hồn này có đầy đủ tham niệm của con người như vậy. Thực sự là dễ khống chế à. Linh thạch, nữ tù, lão phu đều cho hết. Ta không tin rằng nó có thể phản lại lão phu à. Hơn nữa, còn có cả phượng loan chi hồn, kiếm hồn vô cùng mê mẩn đối với nàng ta, thì làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta được? Cự mà lão tổ cười lạnh, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Phượng Loan chi hồn chính là do một lần vô ý hắn tìm được pháp hồn bên trong một pháp bảo. Pháp hồn này có một vẻ đẹp thiên kiều bá mị, toàn thân toát ra một sự dâm dục. Năm đó, với định lực của lão ta mà còn suýt một chút nữa đã mê mẩn. Cũng may, pháp hồn này có điểm bị vỡ nát vậy cho nên lão ta mới tránh thoát được một kiếp chính vì như vậy lão ta vô cùng e ngại với cái loại pháp hồn như vậy từ sau khi có được kiếm tiền lão ta thấy hứa lập quốc có điểm quái dị vậy cho nên để khống chế kiếm hồn này lão ta xuất ra pháp hồn quả nhiên đúng như dự đoán của bản thân hứa lập quốc vừa nhìn thấy pháp hồn kia lại giống như một con sói đói thần hồn điên đảo vương lâm đứng ở trên bầu trời cự ma tộc chờ đợi một chút nhưng không thấy cự ma lão tổ xuất hiện sắc mặt hắn đã trở nên âm trầm hơn. Phạm vi của cự ma tộc quá lớn, có vô số ngọn núi. Nếu như đối phương thực sự muốn tránh né, vậy thì tìm kiếm hơi có điểm phiền toái. Thần thức của hắn tản ra, ánh mắt bất chợt nhìn về phía một ngọn núi. Đó chính là ngọn núi cao nhất của tộc cự ma. Không biết tại sao, Vương Lâm nhìn về phía ngọn núi này, trong lòng hắn lại chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đang định đi xem xét, vậy thì đột nhiên hắn lại sững người lại, nhìn về phương Bắc khóe miệng mỉm cười. Hứa lập quốc ngươi. thân hình vương lâm thoáng động sau đó biến mất. Hắn mau chóng lao về phương Bắc. Vào lúc này, hắn sử dụng thân thể tam tinh cổ thần mà phi hành với một tốc độ nhanh chóng như xét đánh. Sau mấy lượt thuấn gì, hắn đã xuất hiện tại mặt Bắc của cựu ma tộc. Khi tới đây, hắn có thể thấy nơi này là một mảnh bình nguyên. Ánh mắt vương lâm sáng như ánh sao. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện ra ở chỗ này hơi có một chút quái dị. Sâu dưới đất ngàn trượng có một tầng trở ngại. Mỗi khi thần thức đảo qua liền sẽ bị đẩy trượt sang một bên. Nếu như không có thần thức quét qua cự ly gần thì rất khó có thể phát hiện ra được chỗ này. Khói miệng điểm ra một nụ cười lạnh, tay phải vung lâm nắm thành quyền, quát khẽ một tiếng, sau đó đánh thẳng xuống mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra xung quanh, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt này lan rộng với một tốc độ mau chóng. Trong nháy mắt, nó tản ra trong chu vi trăm trường, đồng thời không ngừng tách sâu xuống bên dưới. Những tiếng động trong nền đất vọng lên một lúc lâu sau mới chậm chậm biến mất. Trong mắt vương lâm lóe sáng hàn quang, hàn quát khẽ một tiếng, hữu quyền đánh ra thêm một lần nữa lên trên mặt đất. Những chấn động này lại tiếp tục lan tràn ra. Vào lúc này, mặt đất giống như là một con rồng đang uốn lượt, phát ra những âm thanh ầm ầm Cự ma lão tổ, lăn ra đây. Vương Lâm hét lớn một tiếng, lại tiếp tục đấm súng một quyền. Dưới quyền đó, bình nguyên của tộc cự ma lập tức sụt xuống, biến thành một cái hố lớn. Có một bóng màu xanh từ bên trong chợt lóe lên, rồi xuất hiện giữa không trung. Tầng Ngưu. Người đó độ tuổi trung niên, nhưng ánh mắt thì lại không phù hợp với độ tuổi. Vào lúc này, hắn nhìn Vương Lâm chầm, chầm, quát. Không nghĩ tới là phải chấm dứt đối với ngươi nhanh như vậy. Nhưng nếu như người đã tìm tới ta, vậy thì đúng là muốn chết. Vừa nói, thân hình hắn giống như là một tia chớp vọt tới gần Vương Lâm, tay phải vùng lên. Vương Lâm cười lên ha hả, không lùi mà tiến. Tay phải của hắn cũng đánh ra và chạm với cự ma lão tổ. Báo cát nổi lên bốn phía, vô số đất đá dưới chân giống như là bị một cơn lốc cuốn lên trên không trung cự mà lão tổ lùi lại về phía sau vài trượng khớp xương nơi nắm tay của lão ta xuất hiện vài vết nứt ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ vương lâm cũng thụt lùi lại vài bước nắm tay của hắn run lẩy bẩy hắn cũng có thể cảm giác ra được có một luồng lực lượng khổng lồ chảy vào trong cơ thể mình điền cuồng xé nát tất cả mọi thứ nhưng nó mau chóng bị nguyên thần áp chế và hóa giải luyện thể thuật của tập cự ma các ngươi quả nhiên có chỗ huyền diệu Ánh mắt Vương Lâm lóe lên quang mang kỳ dị, sau đó lại tiếp tục xông tới. Trong lòng cự ma lão tổ âm thầm kêu khổ, thân thể của lão ta vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thực lực chỉ phát huy được 8 phần. Nhưng cho dù có là 8 phần, mức độ mạnh mẽ của thân thể này cũng vô cùng kinh khủng. Đây chính là thiên phú của tộc cự ma, thậm chí không hề e ngại một số loại pháp bảo. Nhưng vào lúc này, lão cùng với vương lâm đối quyền, nhưng đầu khớp xương cứng rắn nhất ở trên thân thể lại xuất hiện dạn nứt. Kết quả như thế, làm sao mà không khiến cho lão ta sợ hãi. Ngươi đây là tu luyện công pháp gì? Cự mà lão tổ thụt lùi lại về phía sau, sắc mặt hắn âm trầm. Nhưng tốc độ của Vương Lâm lại quá nhanh, một quyền lao tới, khiến cho bốn phía hình thành một luồng không khí bao bọc. Lại có vô số sợi tơ linh lực từ bên trong hư không xuất hiện ra, hướng về phía thân thể của lão ta để trói buộc. Một tia ánh sáng trong mắt cự ma lão tổ lóe lên. Lão ta hét lớn một tiếng thân thể thoáng động làm cho luồng khí và những sợi tơ kia biến mất. Đồng thời, hắn nhảy lên, chân phải đá ngang về phía trước chung nắm tay của Vương Lâm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng ra khắp tập cự ma. Sắc mặt của cự ma lão tổ ửng đỏ, mau chóng lui lại. Hữu quyền của Vương Lâm có cảm giác rất đau đớn. Sau khi lui lại vài trường, hắn mới có thể ngưng lại được. Vào đúng lúc này, hắn nhìn chầm chầm cự ma lão tổ, hít vào một hơi thật sâu, thân thể cự ma lão tổ vẫn còn chưa dung hợp đã có được uy lực kém với tam tinh cổ thần một bậc. Nếu như thân thể của hắn dung hợp lại toàn bộ, chỉ sợ rằng so với thân thể của tam tinh cổ thần cũng chẳng hề thua kém là mấy. Sắc mặt cự ma lão tổ hết sức âm trầm. Trước đó, lão nhìn thấy vương lâm hủy diệt 12 cự ma thiên mới không muốn hiện thân. Vào lúc này, bị đối phương tìm ra chỗ bế quan của mình, hắn đành phải ngânh chiến. Vương lâm nhìn cự ma lão tổ trầm trầm, thân thể vừa động lại tiếp tục vọt tới cự mà lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên to lớn, hóa thành một người khổng lồ cao mười trượng. Hắn không nói hai lời, mau chóng sử dụng tiên lực trong cơ thể. Nhất thời, từ trên thân thể của hắn tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng. Mức độ ngưng tụ tiên lực của hắn hơn xa Lý Nguyên Phong. Bởi vì dù sao, cự mà lão tổ cũng là tự bản thân mình từng bước một tu luyện đến anh biến sơ kỳ. Thân thể của lão phu đang trong khoảnh khắc dung hợp, vậy cho nên không muốn dụng tới tiên lực ngày hôm nay người bức lão phu phải dùng tiên lực vậy thì đúng là tìm đường chết rồi cự mà lão tổ hét lớn một tiếng ánh sáng toàn thân trở nên rực rỡ giống như là một mặt trời từ trên cao giáng xuống đồng thời thân hình hắn thoáng động trong một cái động khẽ đó đã khiến cho bầu trời phát ra những âm thanh chấn động không trung xung quanh quanh người hắn lập tức xuất hiện vô số những vết nứt không gian vô số những cơn gió tịch diệt từ bên trong đó thổi ra quét xuống mặt đất một quyền đâm ra mang theo ánh sáng vàng rực rỡ. Bên trong ánh sáng vàng này có ẩn chứa tiên lực mạnh mẽ. Đây chính là một kích toàn lực của tu sĩ anh biến kỳ. Nếu như là tu sĩ tầm thường, sau khi có được tiên lực, thường sẽ phải sử dụng pháp thuật thần thông để ra tay. Nhưng đối với cựu ma tộc mà nói, vũ khí tốt nhất của họ chính là thân thể. Vì như vậy, một quyền của hắn không chỉ là có cả tiên lực mà mang theo cả lực lượng bộc phát của thân thể uy lực của một quyền khiến cho bình nguyên phương bắc của tộc cựu ma ầm ầm sụt xuống vô số đất đá từ bên dưới bắn lên vương lâm chết đi lão tổ của cựu ma tộc cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ hiện tại bây giờ một khi đã sử dụng tiên lực thân thể chưa dùng hợp hoàn toàn có thể sẽ bị phá hủy hắn phải đi tìm thân thể khác nếu như không thân thể này sẽ bị tiên lực công phá trừ phi tu vi của hắn đã tới anh biến trung kỳ còn nếu như không, hắn không thể nói dung hợp được cái thân thể đó nữa. Một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Vương Lâm. Một quyền của đối phương khiến cho hắn có cảm giác rất nguy hiểm. Đây là lần thứ hai sau khi bổn tôn và phân thân dung hợp, hắn lại có cảm giác nguy hiểm như vậy. Lần thứ nhất chính là khi đối mặt với sứ giả của thiên đạo Luân Hồi. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm lại cảm thấy không hề sợ hãi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, từ trong mi tâm của hắn đi ra ba cái điểm sáng màu tím mau chóng. Ngay lập tức, có một làn khí màu tím bao phủ lấy thân thể của hắn. Và đồng thời, phía sau hắn, hư ảnh của thần lại một lần nữa xuất hiện. Hết chương. Hết tập 113. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên nghịch trên kênh MCNA, truyện audio tiên hiệp.